Mới đây, trao đổi với PV, Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận được đơn tố cáo của chị Phạm Thị Ngô Quế, SN 1973. Trong đơn, chị này tố cáo việc con gái là cháu TLNG, 14 tuổi, trú tại chung cư Tây Hà, phường Trung Văn, bị mẹ kế đánh đập dã man. Theo thông tin chị Quế cung cấp, khoảng hơn 12 giờ trưa 12/11, chị nhận được cuộc điện thoại của con gái là L. Qua điện thoại, chị nghe con gái kêu cứu trong trạng thái đau đớn và hoảng loạn. Tôi nhận được cuộc điện thoại của con gái. Ban đầu tưởng là cuộc điện thoại như bình thường, mẹ con vẫn nói chuyện. Khóc và bảo mẹ đến đón con ngay, cô nhờ, nhưng liền sau đó, L. SN 1990, mẹ kế, đánh chết con rồi, chị Quế kể lại. Sau khi nghe con gái kêu cứu, chị tức tốc đến nơi con đang ở. Đến nơi, tôi thấy cháu hoảng loạn, trên mặt đầy vết thương và kêu đau đớn. Tôi tức tốc đưa con đến công an phường Trung Văn trình báo, chị Quế nói. Sau khi trình báo công an, chị đưa con gái mình đến bệnh viện xây dựng để thăm khám. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán L bị chấn động não và giới thiệu qua bệnh viện Việt Đức để điều trị. L cho biết, mâu thuẫn nảy sinh từ mấy việc nhỏ liên quan đến giặt rũ quần áo. Người phụ nữ đã túm tóc, khóa tay, ngồi lên người và đập đầu cháu xuống sàn nhà. Chị Quế cho biết, chị và anh Trần Quang TH, SN 1971, có 3 con chung, tuy nhiên đã đường ai nấy đi từ 2 năm trước. Về ở với bố, con trai út theo chị về ngoại. Con gái đầu và L bị đánh, bố cháu không ở nhà mà đang đi miền núi. Thời điểm L liên hệ với anh TH, bố nạn nhân, anh cho biết, tôi đã biết tin nhưng vì đang ở Hà Giang, nếu ở nhà thì tôi đã đưa sự việc ra công an ngay từ sớm. Cho biết anh và chị nhờ là vợ chồng chính thức, anh TH. Còn đối với chị Quế, mặc dù đã có với nhau 3 người con nhưng chưa từng đăng ký kết hôn. Sau khi đưa con đến thăm khám tại bệnh viện Việt Đức, chị Quế sẽ đưa kết quả kiểm tra sức khỏe của L đến công an để làm căn cứ xử lý vụ việc. Phía công an phường Trung Văn cũng khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.